Bây giờ là 10:46. Mình sẽ thử đi chợ với 50.000 để mua tôm về làm món gỏi tôm Thái Lan xem nào. Hôm nay này nắng khá là đẹp. Gần đến sân bay rồi. Các bạn mà đến Đà Nẵng thì sẽ rất là thích, thì vì là sân bay thì ngay ở trung tâm thành phố. Nên là khi mình đi đâu nó sẽ rất là tiện. Nhà mình thì cách sân bay cỡ khoảng hơn 4 cây số. Hiện giờ trời đang rất là nắng. Mình sẽ đi chợ gần nhà nhé. Ở trên này thì có chợ trung tâm, nhưng mà mua tôm thì mua chợ gần nhà mình nó sẽ ngon hơn, rẻ hơn. Đến Đà Nẵng thì mình sẽ nếu mà các bạn ở Đà Nẵng lâu thì sẽ có cảm giác sợ hải sản, cứ đến thử mới biết. Vì ở đây hải sản rất là rẻ và nhiều loại, gần như là mọi người ăn hải sản nhiều hơn là ăn thịt. Rau ở đây thì tương đối là đắt, nhưng mà hải sản thì rất là rẻ, đặc biệt là hàu nướng và tôm mực rất là rẻ, nhiều tươi. Đường này là đường Nguyễn Tri Phương các bạn nhé. Nguyễn Tri Phương. Ở đây có công viên. Công viên ở trong rất là đẹp. Đấy. Chờ một chút xem công viên. Cái này thì mình cũng chưa vào, nhưng mà ngoài nhìn thì rất là đẹp. Người buổi sáng đi tập thể dục ở đây. Đường này là Nguyễn Tri Phương. Mình đang đi đường này, đường về nhà mình là gần bến xe. Nguyễn Tri Phương. Đường này tương đối đẹp nhưng mà nó cũng rất là ngắn, không phải là đường sầm uất và buôn bán lắm, phải chủ yếu là quán ăn thôi. Cây cối rất là đẹp, công viên có cả công viên cho trẻ con này, công viên cho trẻ con chơi. Ở Đà Nẵng thì sống rất là an toàn, các bạn có thể để xe máy, xe đạp rồi xe ô tô ngoài đường, không phải sợ bị mất để gương hay gì hết. Mũ bảo hiểm thì mình không có đi xe máy, mình cũng chưa mất bao giờ. Đây là ngã tư Nguyễn Tri Phương, đây độ Điện Biên Phủ. Đường Điện Biên Phủ này là đoạn đường cũng tương đối là đẹp. Đường này thì mình nghĩ sau này sẽ là rất là sầm uất đây, đường này nối thông với cả nhiều nơi. Nếu mà mình đi du lịch lên Bà Nà Hưu hay là gì nhỉ? Đây là không đi Bà Nà Hưu mà nó đi suối Thần Tài đúng không? Nó cùng một cung đường à, suối Thần Tài, Bà Nà Hưu, bến xe, hoặc là mình đi sang Huế, đi ra cái tỉnh phía Bắc mình sẽ đi trên cái đường này nếu mà đi từ Đà Nẵng. Còn nếu mà các bạn đi qua thì sẽ đi đường tránh, không có đi vào trung tâm. Này tương đối là rộng. Ở đây thì nó sẽ không có nhiều nhà cao tầng như ở Nha Trang, nhưng mà mình thích cái cảm giác ở đây hơn. Đường này thì cũng tương đối đẹp, có hầm chui nhưng mình sẽ không đi hầm chui, nhưng mình sẽ đi ở trên. Đoạn này đầu thì phụ. Nếu bạn vào Đà Nẵng thì ở đây có rất nhiều cái món ăn mà mình thấy quảng cáo nhiều, ví dụ như là chè gì nhỉ, cái chè thì chè liên, nhưng mà thực ra là mình là tín đồ chè, nhưng mà mình ăn mình cũng thấy bình thường, không ngon lắm. Gói cá Nam Ô. Gói cá Nam Ô thì mình chưa ăn ở Nam Ô, mà mình chỉ ăn ở Sáu Hào thôi. Nếu mà gói cá nhiều người nói mà xuống Nam Ô ăn mới ngon, mình chưa có xuống Nam Ô. Đây này Điện Biên Phủ nhá, đoạn đường này sẽ thông với lại rất nhiều nơi đấy. Đi theo dõi đèo Hải Vân này, rồi đi bến xe đèo Hải Vân. Đường này thì tương đối là rộng, nhưng mà mình đi cái giờ này thì nó đỡ đấy, nhưng mà đi giờ làm, đi làm về mà đúng giờ tan tầm chiều là cũng tương đối là đông.
đây thì sẽ có một cái tượng đài là đây không biết là mẹ Nhu hay là mẹ gì nhỉ, mẹ Suốt hay mẹ Nhu, đây mẹ Nhu đó, chuẩn bị đến tượng đài mẹ Nhu và bà mẹ Việt Nam anh hùng ấy. Ở khu vực này thì bán rất là nhiều đồ nhưng mà nó không phải là chuyên biệt một phố bán về cái gì đấy, nó bán rất là linh tinh đủ thứ. Mua có thể mua được rất nhiều thứ ở đây. Đường này nó không phải là một cái đường riêng biệt, ví dụ như là mình mua quần áo thì lên Lê Duẩn chẳng hạn này, rồi làm đẹp rồi Nguyễn Văn Linh, còn nếu mà đồ điện tử thì ở Hàm Nghi, còn đây thì nó tập cập rất là nhiều, ngân hàng cũng tương đối là nhiều. Quán ăn, đường này ngân hàng nhiều này, quán ăn này, các quán ăn, những quán ăn ở đây thì không có nổi tiếng lắm với du lịch, mình cũng không có nghe nhiều người nói về các quán ăn ở đây. Đường này là nhiều đồ bếp với đèn. Nó là đồ điện, nhưng mà đồ này đường này đoạn cuối, đoạn trên gần chợ người kia có nhiều, nó hơi linh tinh. Chợ về rồi, bây giờ mình sẽ vào chuẩn bị để nấu ăn trưa. Thấy ông con kìa, thấy ông con đang đón chào kìa. Ok, chờ các bạn. Sai vợ mở cửa ra cứ đứng cười. Đấy. Ông con đang hóng. Ê, cười sao nào? Yeah. Cười sao nào? Úi giời ơi. Ê, ăn cơm chưa? Chuẩn bị vào bếp xem này, có gì này. Tôi mình sẽ phải bỏ vào trong ăn đá lúc nó dễ bóc.
rất cay. Sao phát biểu cảm tưởng thế nào? Cay. Hả? Cay. Cay. Cay ngon không? Ngon. Đây. Wow, cay thật sự. Mình đã không cố tình không giã ớt rồi. Mà còn cay. Thực sự là rất cay. Rất chua. Đó là tín đồ chua cay mặn ngọt. Sẽ rất là hợp nhỉ. Ừ, nói chung là thịt tôm khá là giòn và tươi. Ừ. Nếu mà ai không ăn cay được thì sẽ rất là khó chịu. Ừ. Thầy còn phải chấm thêm nữa, mặn như thế rồi. Em muốn đậm đà hơn. Wow. Có vị chua tắc này, ngọt đường này, cay của xà tỏi ớt tiêu xoài chát của hoa tắc của xoài. Nói chung là khá ngon, xoài không được chua lắm. À. Ừ. Đúng rồi, điểm yếu ở chỗ này là cái xoài hơi chín. Đúng rồi, xoài rồi. Nhà xoài đi xin nó thì giòn hơn. Ừ. Xanh hơn một chút hơn. Tắc thì hái trộm, không phải hái trộm mà cây nhà mình còn đồ sẵn không, chỉ mua mũi tôm với cả rau thôi. Lạ phát vẫn 5.000 nhỉ. Rau này mình có thể trồng được mà, nhà có lười hái. Rất ngon. À. Bây giờ đến đây là kết thúc. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé.